Vậy ý của em thế nào Em sẽ cưới anh chứ Rodney Patton Em muốn con trai chúng ta cưới con gái của ta sao Đi về nhà ngay Chúng ta đi thôi Đừng nói chuyện cho bà ta thêm nữa Nghe này Rodney Dù cho mẹ của em có làm gì Đủ rồi Shida Anh đừng tiếp tục nói xấu mẹ của em nữa được không Em nghĩ là Chúng ta nên chia tay ngay bây giờ Cảm ơn anh vì tất cả

Ít nhất cô đã thành công trong việc ném tên nghèo hèn đó ra khỏi cuộc đời con gái của cô. Con biết bọn họ mà. Khoan đã. Cô sẽ gọi lại cho con sau. những chuyện mà em làm là không đúng đâu đi đi. Rodney sẽ được hạnh phúc khi bên cạnh Sidda. Con bé không thể nào sống thiếu cậu ấy được. Chị không cần biết ai có lỗi trong lễ đính hôn này. Nhưng chị không nghĩ rằng gia đình Sidda là những người tham của hồi môn. Vậy chị nghĩ tôi đã diễn kịch có đúng vậy không? Chị nghĩ tôi đã nói dối. Có đúng như vậy không hả? Nhưng chị đã quên rằng Chị đã quên rằng là tôi đã lo cho tất cả mọi người ở đây một nơi ăn chốn ở Khi em trai của chị không ở đây để chăm sóc chị Nhưng anh ta không tiếc gì để cho chị mình một cuộc sống xa qua Người ta không nên lớn tiếng khi mắc nợ ai đó quá nhiều Tôi biết điều gì tốt cho Rodney Và tôi sẽ làm điều tốt nhất cho con gái mình từ giờ tôi sẽ không quan tâm đến những ý kiến của chị, ok? Chỉ cần Rodney hiểu tôi, như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Hy vọng chị hiểu lời của tôi nói. Đó hoàn toàn không phải là vấn đề về quan điểm của chị đi đi. Đó là vấn đề về cuộc sống của Rodney. Và thành thật mà nói thì chị không nghĩ rằng em hiểu được con gái của mình muốn gì. Vậy sao? Chị không phải là mẹ nó. Nên tốt nhất là chị hãy ở trong giới hạn của mình đi hiểu chứ tôi không muốn bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của con gái tôi nhìn một cái chị chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là chị hiểu ra được bản chất của bất kỳ người nào và ba mẹ của Sít Đa không giống như cái cách mà em diễn tả về họ đâu đi đi cô bác à rớt đi bác mẹ con không khỏe con xin bác dừng cuộc thảo luận này lại ngay bây giờ và nhân tiện thì bất cứ điều gì họ làm đều đã được chứng minh trước mặt mọi người nên không có ích gì khi nói về mối quan hệ đã tan dở này nữa shida bây giờ đã là quá khứ của con rồi Còn quỷ bỏ hôn ước sao Dạ đúng Cháu đã quỷ bỏ hôn ước rồi Nhưng mà chết đi Bác ơi Con nói là không muốn thảo luận về chủ đề này nữa Bác làm ơn hãy ra ngoài đi mẹ mẹ đi nghỉ đi mẹ hôm nay thuốc của mẹ đã hết rồi mình phải đi lấy thêm mới được hả con bé đã quỷ hôn rồi sao mẹ sẽ đi nói chuyện với con bé đúng em mau đi đi không được nhưng tại sao con nói không siết mẹ nói chuyện với cô ấy làm gì nhưng mà không cần thiết đâu ba mẹ đã hi sinh rất nhiều thứ cho rodney và con đâu phải ai cũng làm được phải sống ở chung cư cũ không đầy đủ tiện nghi trở thành một gia đình chung luôn trong khi chúng ta rất giàu có mẹ của rodney đã cố tình sỉ nhục gia đình chúng ta ba mẹ đã chịu đựng quá nhiều vì rodney và con đủ rồi cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi đây là một mối quan hệ dối trá. Hả? Nó nên được kết thúc. Chấm hết rồi. Tụi con sẽ mỗi người một ngã. Xít. Xít. Xít à? nghe bà nói. Xít. Khoan đã. Em phải đi gặp Rodney để nói chuyện. Để con bé biết được kế hoạch của mẹ mình kinh tởm tới mức nào. Sao con bé có thể làm như vậy chứ Con bé nó yêu con trai mình mà đúng không Imran Rodney nó không đáng trách Ta phải hiểu cho tâm trạng con bé Thử nghĩ xem Nếu Sid đối mặt tình huống tương tự Thì thằng bé cũng sẽ nghe lời chúng ta Và Rodney rất yêu mẹ mình Giả lại con bé không biết sự thật về chúng ta Chúng ta nên hiểu cho con bé mới đúng Và nhân tiện thì Tình yêu mà không trải qua thử thách Thì nó sẽ trở nên vô nghĩa cả hai chúng ta phải đồng lòng giúp Rodney và Sweet đã được bên nhau được. Bộ ờ, hả? Bộ đang cháy nhà hay sao vậy chứ? Hả? Sao liên tục đập cửa phòng tôi vậy? Kìa sao đi đi không được khỏe cho nên không tới văn phòng. Ta phải giải quyết các công việc ở văn phòng hôm nay. Và chị ấy không biết chúng ta đã trễ giờ làm bây giờ em chuẩn bị xe anh nhanh lên nha được rồi được rồi đợi một chút tôi ra ngay đi trước đi được rồi <laughs> thần linh nơi trễ giờ tới nơi rồi à, không 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 để em giúp anh mang giày vào nhé tại sao à, vì đây là một đôi giày rất là đẹp anh biết à, đưa chân của anh đây để em mang vào à, nè cái gì vậy ồ oh. hả có gì đâu mà to tát không sao đâu hãy nói với mọi người chú gấu bông của em sẽ không làm việc gì nữa hết hãy nói vậy đi ai là gấu bông chứ anh nói. là anh anh, anh... kê sao đúng vậy em có bị điên không ừ. vậy hả có phải là em đã uống rượu vào buổi sáng không à. anh sắp trễ Để rồi đã. Đây chính là lý do đó <laughs> Em đã lấy số tiền này ở đâu vậy Từ hộp kẹo chứ đâu à, à, Em bị mất trí rồi hả Sao em lại gây rắc rối cho chính mình như vậy chứ Nghe nói này Chỉ cần một xu bị mất khỏi tài khoản Đi đi chắc chắn sẽ phát hiện ra liền Vậy mà em lại dám ăn cắp của chị ấy Nè nghe anh đây mặc dù là chúng ta là gia đình nhưng mà chị ấy không hề quan tâm đến chúng ta đâu chị ấy sẽ tống chúng ta vào tù không nghe anh, anh đi anh đúng là một kẻ yếu đuối ừ thì anh yếu đuối ha giờ thì hãy làm một việc hãy trả lại số tiền này nếu không cả hai sẽ phải vào tù đó tại sao em lại mang rắc rối đến cho chúng ta hoài như vậy chứ đi trả tiền lại ngay đi làm ơn đi <laughs> Ba Lương Hãy nói với chị biết Chuyện gì đã xảy ra ở nhà của Sip vậy Và tôi cũng gặp con trai của ông rồi Tôi không có thích cậu ta Cho nên mấy người hãy ngừng mơ một gì việc kết hôn với Rodney đi Nếu không tôi sẽ Tống cả ông bà và tên này vào tù chung luôn không được nói với Rodney bất cứ chuyện gì của ngày hôm nay Ba mẹ của Sida không yêu cầu về của hồi môn Còn chuyện gì không? Không, không chị à Không còn gì nữa Nếu không muốn nói cũng không sao hết Chỉ biết mọi người ở đây ai cũng sợ đi đi Nhưng mà cậu hãy nghĩ cho Rodney Cậu rất yêu thương Rodney có đúng không? Cậu muốn nhìn cuộc đời con bé bị quỷ hoại sao? Nghe nè ba luôn nếu cuộc đời của Rodney bị quỷ hoại thì cậu sẽ không tha thứ cho mình đâu. Không nói với chị cũng được. Nhưng hãy nói sự thật với Rodney. Đừng hèn nhát nữa Ba Lu. Hãy làm gì Rodney Trót đi. À Ba Lu à. à, trễ rồi. À mà tối chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, bây giờ thì tôi em trễ rồi, đi thôi, đi. Ôi thần Linh ơi. Xin người hãy giúp đỡ Trót đi xin hãy ban phép lạ để con bé phát hiện kế hoạch bẩn thỉu của mẹ mình hãy làm sáng tỏ hiểu lầm giữa Rodni và Sita xin hãy giúp họ thừa thận linh xin người hãy giúp đỡ họ xin cho hỏi quầy thuốc nằm ở đâu vậy ở bên kia kìa ờ dạ đúng rồi cảm ơn Rodni Cô đang làm gì ở đây vậy Xin chào bác sĩ Thực ra thì Tôi đến mua thuốc cho mẹ tôi Nó đã hết rồi Tại sao Lại đứng ở đây Hãy đi với tôi Cũng may Là mình đến đây đúng lúc Nếu không thì Rodney Đã phát hiện ra cơn đau tim của Didi là giả Bây giờ mẹ cô cảm thấy sao rồi Bà đã khỏe hơn nhiều rồi thưa bác sĩ Vậy thì tốt đây, thuốc của cô đây Cảm ơn Thuốc này bao nhiêu tiền vậy? Cô không cần phải lo lắng đâu Tôi sẽ gửi quá đơn thẳng tới văn phòng của đi đi luôn Sẽ rất minh bạch Tuyệt, vậy tôi về nha Được thôi Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều Không Tạm có biệt. gì Alo à Chào bà đi đi Con gái của bà vừa đến bệnh viện của chúng tôi Cô ấy đến đây để lấy thuốc cho bà Rất may là tôi đến đúng lúc Nếu không thì bà xuống nhầm thuốc rồi đó Và con gái của bà Cô ta chắc chắn sẽ biết được bà đang giả bệnh Cảm ơn anh nhiều Rất tốt Tôi đánh giá cao điều này Anh đến nhận tiền hôm nay luôn đi nha Ồ, Cảm ơn bà rất nhiều Tôi chắc chắn sẽ đến mà Tạm biệt Tạm biệt Bây giờ mình không thể phá vỡ lòng tin của Rodney được Nếu không thì tên ngu ngốc trung lưu đó Sẽ lại cố gắng lừa dối con bé Phải cố hết sức để loại bỏ cô ta Còn bé Rodney không nên biết về cơn đau tim giả của mình Chuyện đó không được xảy ra đâu Vậy ý của em thế nào? Em sẽ cưới anh chứng Rodney party. Em không tới đây để làm rõ điều gì cả Em tới chỉ để nói Đừng tiếp tục nói xấu mẹ của em nữa. Em nghĩ chúng ta hãy kết thúc ở đây đi. Ừm, uhm, shit. À, nào con trai. Mẹ có làm bánh mì khoai tây cho con nè, món yêu thích của con đó. Con không đói. Tại sao con lại không đói? ăn một chút đi. Cô thật sự không đói mà mẹ. Nào, mẹ cứ ăn đi. Con là cuộc sống của chúng ta đó shit. Con nghĩ rằng chúng ta có thể ăn khi mà con đang đói sao? Ăn một chút thôi cũng được. À shit, há miệng, nào. <laughs> con trai ngoan. con no rồi con không ăn nữa đâu thôi nào ăn một miếng nữa đi con đã sắp trễ giờ làm rồi mà tất, tất nhiên rồi tất chị ba cứ tin các em hãy nghe lời chị nói nè trước tiên các em sẽ thay đồng phục ra cái đã nào sau đó chị sẽ lắng nghe các em kể chuyện về buổi học ngày hôm nay được chứ tất, tất nhiên là được. được sao mấy đứa không chịu nghe lời hả tại sao không đi thay quần áo đi mấy đứa không nghe chị Rodney nói hả sao mà nghịch dữ vậy sao chị lại giấu chốn ở trong túi chứ Rất đi Đốc đi Đi ba nuốt viên thuốc rơi từ túi chị kìa Đây Đây không phải là kẹo đâu Tại sao mẹ làm vậy hả Muni chăm sóc bọn trẻ đi tôi phải đưa con bé tới bệnh viện đi nào không sao đâu bác sĩ bác sĩ con bé có sao không bình tĩnh không có gì phải lo mọi thứ đều bình thường làm sao điều đó có thể bình thường được con bé đã nuốt thuốc chữa trị bệnh tim của mẹ tôi bác sĩ kiểm tra lại đi mà bình tĩnh cô bé rất ổn chắc cô nhầm lẫn gì đó cô bé chưa hề nuốt viên thuốc trị bệnh tim nào hết đây là viên canxi thôi bà ấy bị đau tim cô có thể đưa bà ấy về nhà cảm ơn bác sĩ nhưng mà phải cẩn thận một chút bà ấy không nên nợ. bị căng thẳng không nên một chút nào rất cháu đi đâu mà vội vậy sao vậy Cảm ơn anh một lần nữa. Anh đã đưa cho Rodney viên canxi thay vì thuốc trợ tim. Và cũng như cách mà anh diễn mọi thứ với con bé. Tiền của anh đây. À, cảm ơn. Nhưng thưa bà. Tại sao bà lại nói dối gia đình rằng bà đang bị đau tim như vậy chứ? Sao vậy? Đó không phải là việc của anh đâu nếu như có ai hỏi anh cứ nói là anh đến để kiểm tra định kỳ được rồi cảm ơn Cháu làm gì vậy hả Trết đi 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 với bác nào Bác ơi Đi với bác nào đi <laughs> à Thực sự bác không biết tại sao mẹ con lại đối xử với con như vậy nữa Nhưng mà trước khi đối đầu với bà ấy Thì con nên tìm hiểu sự thật cái đã Làm sao mà con có thể tìm ra được sự thật hả? Còn nghe bác nói đã Rodney. đi. Trước đây bác đã nói với con, vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, nhưng mà con đã không nghe lời bác. Rodney con à. Giờ không phải là lúc đối đầu với mẹ con. Trước khi đối đầu với bà ấy, con nên đi gặp và nói chuyện với Sid cũng như là ba mẹ cậu ấy được chứ. Hãy gặp họ trước khi quá muộn. Mẹ Bà ấy nói dối Đây không phải là sự thật Rodney Ba của anh không hề nhận tiền Chính mẹ của em đang diễn kịch đó Shida Em nghĩ bây giờ tốt nhất Anh nên đưa ba mẹ anh ra khỏi đây đi Mẹ Mẹ sao vậy Mẹ Shida Hãy ra khỏi đây ngay đi <laughs> Rất đi à Sao Sao mày làm như vậy với con chứ Con tưởng Con tưởng bà ấy bệnh Nhưng không Bà ấy nói dối suốt thời gian qua Sao bà ấy làm như vậy với con Con đã đánh mất người con trai Mà con thương yêu nhất trong cuộc đời này chỉ vì âm mưu và lợi ích của bà ấy con con cũng đánh mất ba mẹ anh ấy người luôn muốn lấp đầy cuộc sống của con bằng tình yêu nhưng mà con đã xúc phạm họ sao con lại không tin họ tại sao bác con muốn biết sự thật con phải tìm ra được sự thật Con Sẽ tìm ra bằng bất cứ giá nào Bác nghĩ là bác đã tìm ra cách giúp đỡ con rồi Bác Bác có chắc là Tìm người đó ở đây không Người mà mẹ con đã nói chuyện ở bữa tiệc Bác chắc chắn Rodney à Được lắm. Con sẽ tìm ra được tất cả sự thật. Là người nào đã lén tráo tiền ở trong hộp kẹo. Để con xem. Bà ấy sẽ phản biện như thế nào. Dạ. Duga. đi đâu rồi? Con đã không gặp con bé từ hồi sớm rồi, có chuyện gì vậy? Moda mẹ cũng không thấy đâu hết, con bé cũng không nghe điện thoại nên mẹ cũng hơi lo lắng hay là họ đang đi chơi cùng với nhau để mẹ gọi lại thử chính là ông ta ông Đúng. ta hả xin lỗi cho tôi hỏi Ông định đi đâu vậy hả Cô là ai và muốn gì tôi sắp trễ giờ rồi Ông mà cũng sợ trễ sao Nếu ông muốn số tiền này Hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực ngay bây giờ Duga Devi Baten đã nói gì với ông khi ở hành lang vào ngày hôm qua vậy hả Hả Duga Devi tôi không biết ai tên đó hết Nhớ ra chưa Hay là muốn tôi giao ông cho cảnh sát đây Hả tôi xin lỗi. Duga Devi đã kêu tôi tráo một hộp kẹo bằng một hộp khác. Chỉ có như vậy thôi à. Hộp đó chứa thứ gì? Và xảy ra khi nào? Nói chi tiết cụ thể đi. Dạ. Bà ấy kêu tôi để ý những chiếc hộp được đặt trên bàn ở phòng khách. Những chiếc hộp đó chủ yếu là để chứa bánh kẹo và trái cây khô. Cô khiến tổ chức vui Ít nhất kết hôn cũng phải như vậy chứ Cô làm tôi bất ngờ quá đó Rồi chú của cô để những chiếc hộp đó bên cạnh của tôi Sau đó tôi đã làm theo những gì đi đi hướng dẫn Tôi thay kẹo ở một trong những chiếc hộp đó bằng tiền Bà ấy đã trả cho tôi 20.000 ruby Để làm công việc này Sao ông lại hạ thấp mình vì tiền vậy hả Thôi đợi hết đi Ông ấy đã nói ra sự thật rồi Kệ ông ta đi, đây, tiền của ông đây. Và hãy biến khuất mắt tôi. Còn nữa, nếu đi đi biết ông đã kể cho chúng tôi tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, hãy nghĩ đến hậu quả mà ông phải gánh chịu, hãy nhớ đó. Hiểu chưa hả? Cút khỏi đây ngay. Sao, sao mẹ con lại có thể làm những chuyện này chứ? dạ con con đã không tin lời Shida nói bác ơi con đã sai rồi sẽ ổn thôi mà Shid con hãy nhận lấy lễ cúng đi mẹ chắc chắn mọi thứ sẽ ổn nhờ ân sủng của nữ thần con sẽ đến chỗ Rodney để nói chuyện với cô ấy con cần sự ban phước của nữ thần và cả mẹ nữa. Con đi gặp Rodney thật sao? Mẹ vui lắm. Thật đó, thật tuyệt vời khi con sắp được gặp con bé. Mẹ chắc chắn mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Con sẽ không giải quyết những hiểu lầm đâu mẹ. Con sẽ nói sự thật và sự thật là ba mẹ của con giàu hơn mẹ của cô ấy gấp trăm ngàn lần. Họ có thể mua công ty của bảy chỉ bằng một cái búng tay Con không thể nào sống yên bình cho tới khi Con nói hết sự thật với cô ấy Con có nghĩ Sau khi con nói sự thật Thì quan hệ của tụi con sẽ thực sự tan dở không Bởi vì Rodney Con bé nó rất ghét người giàu Con biết mà Sid Con biết Con biết rất rõ điều đó Nhưng hiện tại tụi con không còn là gì của nhau nữa Con không quan tâm tới mối quan hệ này nữa Ít nhất Rodney sẽ không còn hiểu lầm rằng Chúng ta quan tâm tới tiền của cô ấy Và điều quan trọng nhất là Con muốn chứng minh rằng mẹ của cô ấy đã cố tình Du quan cho ba mẹ Nhanh lên ba lô, cậu làm chậm quá. Nhanh lên đi, nè 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 em làm cái gì vậy em làm cái gì vậy hả nó rối tung em... lên hết rồi em hậu đậu quá đi à em là... cho em xin lỗi xin lỗi cái gì nữa giờ thì anh phải đếm lại tiền từ đầu luôn đây nè thôi được rồi anh sẽ đếm lại không sao đâu anh đếm lại được rồi nha. Rodney đi Rod... Sao vậy Con bé sao vậy Con bé đã không ở già từ sáng Giờ giờ thì rất là giận dữ Con bé đi gặp xích đa sao Rodney đến gặp Sita phải không? Không, con bé không gặp Sita Con bé đi tìm hiểu sự thật mà cô đã làm thôi Tại sao con lại đi lừa dối con gái của tôi như vậy chứ hả? Tại sao con muốn hủy hoại cuộc đời của con bé? Đủ rồi mẹ. Đừng đóng kịch nữa. Mẹ mới chính là người hủy hoại cuộc đời của con đó. Rodney, làm ơn. Đừng đụng vào con. mẹ từng nói gì với con hả mẹ rốt đi mẹ không thích những vở kịch tình cảm của con nhưng mà người diễn kịch ở đây giỏi nhất là mẹ tất cả những gì mẹ muốn là khiến những người sống trong ngôi nhà này trở thành con rối và nhảy theo giai điệu của mẹ mẹ không bao giờ quan tâm tới những mong muốn và cảm xúc của bất kỳ ai làm sao mẹ quan tâm được chứ Bởi vì mẹ là người phụ nữ vô tâm Đi 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 con đang nói gì vậy hả Chuyện gì đã xảy ra Người mà con đang khiển trách đó Chính là mẹ con Và cũng là con của bà Đúng Bà ấy là Con gái của bà Bà hỏi bà ấy xem Bà ấy hiểu về mối quan hệ mẹ con là như thế nào hay không Đủ rồi Mẹ con biết ai đang cố lừa dối con nhưng nếu con không ngừng nói dòng do Và đi thẳng vào vấn đề Thì sẽ tốt hơn Có chuyện gì vậy Mẹ Thư giãn nào Thần Linh ơi Mẹ đừng nói to như vậy chứ Nếu không Mẹ sẽ bị đau tim lần nữa đó Hay là Mẹ giả giờ Đau tim lần nữa đi mẹ Nhưng đừng lo lắng không có gì phải lo lắng cả con cũng có thuốc giả ở đây để trị cơn đau tim giả của mẹ Đây, những viên thuốc giả nó ở đây nè nó là viên bổ sung canxi có ai muốn dùng hay không hả dối trá bà ấy nói dối tất cả mọi người suốt thời gian qua chính bà ấy đã giả giờ bị đau tim và bà ấy đã hối lộ bác sĩ để giúp bà ấy. Còn nữa, bà ấy còn để trong hộp kẹo 2 triệu ruby và đổ thừa cho ba mẹ của Shida là đòi hỏi của hội môn. Ai, ai nói với con chuyện này? Còn ai có thể nói chuyện này? Ngoài Mona ra Tại sao cô có thể nói dối rót đi như vậy chứ Cô đúng là đồ nhẫn tâm mà Mẹ nói đúng Đợi một phút Chú kê xa Chú đưa những hộp kẹo đó cho ra Chú nhớ không hả Chú không nhớ ra sao Người phục vụ thuê ở bữa tiệc hôm qua đó Sao không nói Bà ấy đưa cho ông ta 20 ngàn Để có cớ xúc phạm ba mẹ Shida Sao bà có thể làm trò bẩn thiểu vậy chứ Con Con đã đói gì vậy trót đi Bà ơi bà Bà muốn biết sự thật hay không Bà ấy đã làm những trò bẩn thỉu để khiến hôn ước của con bị quỷ bỏ. Nói đúng ra là người phải chịu trách nhiệm cho việc hôn ước của con bị quỷ bỏ. Là bà ấy, chính là bà ấy đó mẹ. Nghĩ là mẹ đang che giấu mình dịch mẹ phải đưa hồi môn cho ba mẹ đa hả? Vậy quá đủ rồi đi đi Họ nói là mẹ không hề yêu con Cho nên họ đòi 20 triệu rút đi làm của hội môn Đúng Đó mới chính là bà Người phụ nữ giả tạo Có đúng không hả Con trả lời đi Đúng đó mẹ chính con đã làm nhưng con không quan tâm người khác nghĩ gì vì con biết điều con làm là đúng đắn tên rẻ tiền xích đà không thể trở thành con rể của con được và ba mẹ của tên đào mỏ đó không bao giờ được trở thành thông gia của con mẹ đã làm tất cả những điều này bởi vì mẹ không thể nhìn thấy con phải chịu đựng đau khổ trong tương lai con có hiểu đủ không đủ rồi hả quá đủ rồi con không hề thay đổi gì hết mẹ không thể tin con có thể làm những chuyện như vậy những chuyện con đã làm với con gái của mình không ai có thể chấp nhận chuyện đó cả chắc chắn thần linh cũng không tha thứ cho con con hiểu không hả con không cần sự tha thứ của thần linh con đã làm việc chăm chỉ để mọi người có cuộc sống ngày hôm nay một mình con đã làm tất cả con không có xin thần linh ban cho con Wow, thần linh ơi, một vở kịch thật cảm động. Vậy bây giờ bà đóng màn được chưa hả? Tôi nên khóc không đây? Tôi nên trao giải nữ hoàng drama cho bà. Tôi xin chúc mừng bà. Bà thắng rồi đó. Ô, xin lỗi nha. Nhưng mà Bà ơi bà Từ giờ con không muốn gọi bà ấy làm mẹ nữa Con thấy cái tên vô cảm phù hợp với bà ấy hơn đó Đi đi Ba Ten Bà biết không đi đi Ba Ten Tôi không muốn sống trong ngôi nhà này của bà Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. rớt đi đừng làm như vậy rớt đi rớt đi dừng lại nào rớt đi. đi không được đi ở nhà ngay cho mẹ duga làm gì đi duga rớt đi rớt đi. đi đã rớt đi dừng lại ngay